Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh YouTube Tin nên xem TV qua điểm tin mới nhất của nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 2024. Kính thưa quý vị thân mến, tối hôm qua ngày 17 tháng 11 năm 2024, đêm diễn của nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường tại cà si Cafe và Lao Hà Nội được diễn ra vào lúc 21 giờ đến 23 giờ 30 phút và đã thành công rực rỡ khi thu hút đông đảo lượng lớn khán giả đến với mini show Ngoài những ca sĩ khách mời, sau phần trình diễn ngọt ngào của nữ ca sĩ Thu Ba, Hồ Văn Cường cũng bắt đầu bằng những bản hit nổi bật hợp gu của nam ca sĩ, từ những tình khúc ba lát sâu lắng đến những bài hát sôi động, tạo một không khí hào hứng cho khán phòng. Có thể nói âm thanh ánh sáng của phòng trà Trích được đầu tư kỹ lưỡng, góp phần làm nổi bật thêm giọng hát và phong cách biểu diễn của nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường. Được biết, đây là lần đầu tiên nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường xuất hiện tại phòng trà Trích Si Cà Phê và Lao và cũng như những phòng trà khác hồ văn cường mang theo bao cung bậc cảm xúc khác nhau luôn gây nhiều bất ngờ cho khán giả của mình ấn tượng bởi giọng hát trong trẻo cao vút ấm áp và đầy thực lực của nam ca sĩ được giới mộ điệu đánh giá cao về khả năng xử lý ca khúc và phong cách biểu diễn tự tin của hồ văn cường đặc biệt là khi nam ca sĩ thể hiện những ca khúc trừ tình quê hương bolero mang đậm dấu ấn dân tộc khiến cho người nghe họ cảm thấy xúc động khi những hoài niệm như muốn ùa về bên cạnh đó một điều rất thú vị khi tham gia xem show của Hồ Văn Cường, nam ca sĩ luôn bị khán giả của mình trêu ghẹo để được nhìn thấy sự lúng túng đáng yêu của nam ca sĩ qua những pha giao lưu thú vị. Điều này tạo cơ hội cho khán giả muốn được tương tác trực tiếp với Hồ Văn Cường. Như đêm hôm qua, không khí tại phòng trà trích si thật sự rất náo nhiệt, tiếng reo hò gọi tên nam ca sĩ với sự cố vũ nhiệt tình từ fan xanh đọt chuối, đặc biệt hơn sau mỗi ca khúc mà Hồ Văn Cường thể hiện khán giả luôn tạo nhiều câu hỏi để được nhìn thấy sự dễ thương trên gương mặt của nam ca sĩ cũng như những lúc khán giả lên sân khấu tặng hoa và giao lưu với nam ca sĩ trẻ hồ văn cường ngoài giọng hát chạm đến trái tim rất nhiều người hồ văn cường còn là một chàng trai trẻ dễ gần gây ấn tượng mạnh mẽ với việc tương tác với khán giả từ việc lắng nghe yêu cầu đến việc tham gia biểu diễn một cách tự nhiên sự nhiệt tình này của nam ca sĩ đã tạo ra một bầu không khí vô cùng thân thiện và sôi nổi làm cho khán giả cảm thấy gần gũi như một đại gia đình, đặc biệt có những khoảnh khắc khán giả đã phá kịch bản và yêu cầu Hồ Văn Cường hát những ca khúc tình cảm, cho thấy sự kết nối mạnh mẽ giữa nam ca sĩ và fan hâm mộ mọi lúc mọi nơi khi Hồ Văn Cường xuất hiện. Phần lớn khán giả nói rằng, tham gia live show của nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường không chỉ đơn thuần là một cơ hội để nghe nam ca sĩ thể hiện tài năng, mà còn là dịp để khán giả được nghe nam ca sĩ trò chuyện, được ngắm nhìn nam ca sĩ khi cười. Hơn nữa là được kết nối và chia sẻ yêu thương với cộng đồng người yêu nhạc. Đây cũng là một trong những điểm mạnh mà Hồ Văn Cường khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng người hâm mộ khắp mọi vùng miền trong nước và hải ngoại. Điển hình là một khán giả làm việc tại công ty cổ phần nghệ thuật Chia sẻ, tôi năm nay gần 50 tuổi rồi mới chứng kiến một ca sĩ nhỏ tuổi nhất mà lại có một lượng fan lớn tuổi vô cùng hùng hậu cuồng nhiệt nhất Việt Nam như thế này. Tại Hà Nội, hỏi ra toàn là các bà, các mẹ đến từ Cần Thơ, Tiền Giang, khi diễn ở Sài Gòn thì lại toàn là các bà, các mẹ đến từ Cao Bằng, Hà Giang, không biết các bà, các mẹ di chuyển bằng máy bay hay lại là một đoàn năm con xe thì quá nệ à, mà hay nhất là việc đến nghe hát chỉ là phụ, vui vẻ ho hét, tặng quà, lì xì cho con mới là mục đích chính nha, đúng là ông bà xưa nói không sai, sống có đức mặc sức mà ăn. Hơn nữa, lần đầu tiên Hồ Văn Cường đến với khán giả Trích Cà Phê và Lao em còn quá trẻ mà chất giọng ngọt lịm tình lắm ý bolero mãi đình chúc mừng hồ văn cường đã may mắn có được tình cảm chân quý từ các fan đặc biệt thế này vâng đúng là như vậy theo ghi nhận của tin nên xem tv cũng đã lâu lắm rồi nam ca sĩ trẻ hồ văn cường chưa ra hà nội khán giả cũng như fc xanh đọt chuối miền bắc mong muốn nam ca sĩ trở lại miền bắc biểu diễn nên tại phòng trà trích đêm hôm qua sự kiện âm nhạc có hồ văn cường khán giả đến với nam ca sĩ bằng cách tình của những người bà, người cô, người chú thâm tình như ruột thịt, được thể hiện bằng những lời động viên qua những phong bao lì xì, lời chúc và những cái ôm yêu thương được nhiều người chia sẻ. Còn nữa như thường lệ, sau mỗi live show của nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường, trong không khí phấn khởi của gia đình FC Xanh đọt chuối Hồ Văn Cường, họ luôn tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mục đích buổi tiệc này là để tri ân sự ủng hộ từ các fan tạo không gian giao lưu và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp giữa các thành viên trong hội nhóm cũng như người hâm mộ. Tại đây, đại gia đình FC xanh đọt chuối mọi miền và nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường cùng nhau ngồi lại và tạo dựng mối quan hệ gần gũi giữa nam ca sĩ với khán giả, góp phần làm cho không khí thêm ấm áp và thân thiện hơn. Bên cạnh, các thành viên đều bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ và đã nhận được cùng nhau trò chuyện để lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ sau một đêm diễn thành công như tại buổi tiệc của fc xanh đọt chuối sau đêm mini show hôm qua cũng vậy có một số khoảnh khắc đáng nhớ đã diễn ra một trong những điểm nổi bật là sự giao lưu thân thiện giữa hồ văn cường và các khán giả mới nam ca sĩ đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của họ qua những bức ảnh lưu niệm đã được chụp và không khí đêm hôm qua trở nên phấn khởi hơn với nhiều người cùng nhau chia sẻ những dư vị cảm xúc sau đêm diễn ngoài ra nam ca sĩ trẻ hồ văn cường cũng chân thành bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với tình yêu thương mà đại gia đình nhà xanh đọt chuối, đặc biệt dành nhiều sự quan tâm ủng hộ cho nam ca sĩ trong suốt hành trình Hồ Văn Cường bước đến nghệ thuật. Những lời cảm ơn được bọc bạch từ trái tim nhỏ bé của nam ca sĩ, được gửi tới khán giả qua những lời chúc mừng và sự nhiệt tình trong các live show, đồng thời Hồ Văn Cường còn hứa hẹn sẽ gặp lại khán giả những live show sắp đến. Thưa quý vị, sau đêm diễn thành công rực rỡ tại phòng trà Tixi hôm qua, thì nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường còn chuẩn bị cho hai live show sắp diễn ra vào ngày 30 tháng 11 năm 2024 và live show đại nhạc hội Người tình và quê hương cùng với nữ nghệ sĩ Như Quỳnh vào ngày đầu năm mới, ngày 4 tháng 1 năm 2025. Vì vậy mà khán giả luôn yêu thương nam ca sĩ, đã nhắn nhủ tới Hồ Văn Cường, hãy cố gắng tự tin lên con nhé, thể hiện hết tài năng của mình để thành công và tỏa sáng, hãy cố gắng trao dồi nhiều hơn nữa học hỏi kinh nghiệm của các cô chú anh chị đi trước để phấn đấu hoàn thiện bản thân mình bởi hai sâu diễn này sẽ đánh một dấu mốc cho sự trưởng thành của con đồng thời cũng là một minh chứng con là một chàng trai có tài năng và đức độ đại gia đình fc xanh đọt chuối mãi bên con chúc con luôn vui khỏe hạnh phúc bình an thành công trong cuộc sống và mãi mãi tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc như đêm hôm qua quả là tuyệt vời nhìn những ánh đèn ngôi sao màu xanh sáng người được thắp sáng lung linh như những vì sao trên bầu trời thủ đô hà nội khán giả của nam ca sĩ càng thấy thương và tự hào về hồ văn cường về đại gia đình xanh đọt chuối chính vì vậy mà chúng ta hãy cùng nhau xây dựng nhà chuối thật vững mạnh một lòng thương yêu nhau bền vững để cho nam ca sĩ có niềm tin thể hiện hết tài năng của mình và bước sang một trang mới trên con đường sự nghiệp cũng như trên con đường âm nhạc vâng với hồ văn cường một chàng trai chân thành tinh tế và hiểu chuyện Nam ca sĩ cảm nhận rõ tình yêu thương mà khán giả dành cho mình. Hồ Văn Cường chắc chắn sẽ không ngừng cố gắng học hỏi và dám thử thách những khó khăn để không phụ lòng khán giả, đặc biệt là gia đình xanh đọt chuối hết lòng yêu thương nam ca sĩ. Từ chung lại, sự kết hợp giữa tài năng âm nhạc, phong cách biểu diễn và sự tương tác chân thành của nam ca sĩ đối với khán giả sẽ luôn tạo nên một sức hút mạnh mẽ cho anh bạn nhỏ Hồ Văn Cường. Vâng, có thể nói mỗi ngày là một câu chuyện luôn được tự hào. Là một niềm vui về anh bạn ca sĩ nhỏ, mà tin nên xem TV vinh dự được kể cho quý vị khán thính giả nghe. Đại gia đình xanh đọt chuối giữ mãi ngọn lửa yêu thương nam ca sĩ, tin nên xem TV yêu quý chàng trai trẻ Hồ Văn Cường, sẽ mãi là kênh phản biện đúng nghĩa và lan tỏa những giá trị mà nam ca sĩ mang lại cho chúng ta cho xã hội. Trân trọng và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả, qua những điểm tin tiếp theo.